Chân dung cuộc tình lại đưa quý khán giả trở lại với câu chuyện về người nhạc sĩ tài hoa, người con đất Quảng, cùng những bản tình ca đi qua năm tháng, trở thành khúc tâm tình của những người yêu nhau. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, một câu chuyện mới được kể từ người đồng hương Quảng Nam, ca sĩ Ngọc Ánh. Những bài hát của chú, mình thấy rằng từ giai điệu cho đến lời bài hát luôn luôn rất là lạc quan, làm cho mọi người phải yêu đời hơn. Lời hát xưa nghe sao thấm đượm tình, sao xuyến trong tim mình, con chim cũng bay về đâu, nghĩa nặng tình sâu. Chân dung cuộc tình, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 2.